7 lý do nên nuôi chó. Ở đây có rất nhiều các bạn đang đắn đo không biết lựa chọn bé thú cưng nào. Hôm nay, Budo Number One sẽ chia sẻ cho bạn 7 lý do mà chúng ta nên nuôi chó. Budo Number One, chạy chó Budo số 1 Sài Gòn. 1. Chó rất dễ gần. Chó thường thích chơi cùng với con người hơn, trong khi các loài động vật khác, vật nuôi khác thì khó gần gũi và có phần hoang dã hơn. Khi bạn nuôi một bé cún, em ấy có thể rất thoải mái để trẻ con trong nhà có thể ngồi lên, cưỡi, vui đùa. Còn đối với mèo, nếu không may chúng có thể nổi đoá và cào mọi người một cách không ngần ngại. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể thấy rằng loài chó biểu đạt cảm xúc rõ ràng và thấu hiểu hơn mèo. Khi bạn vui, chúng cũng vui và khi bạn buồn, chúng cũng buồn theo. 2. Chó tạo cho bạn cảm giác như được bảo vệ. Loài chó có tính giác nhạy bén hơn rất nhiều so với con người. Chính vì vậy, chúng có thể nghe được rất nhiều âm thanh nhỏ mà loài người không thể nghe được. Bên cạnh đó, với bản năng sủa khi có người lạ đến gần nhà, những kẻ đang rình rập căn nhà của bạn sẽ phải dè chừng. Tiếng sủa thực chất là cách để chó thể hiện chủ quyền của mình đối với những người và động vật khác. 3. Giảm bớt căng thẳng. Cuộc sống bệ bồn công việc đầy áp lực khiến cho con người ta luôn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã cho thấy đối với những người nuôi thú cưng, triệu chứng căng thẳng mệt mỏi được giảm đi rõ rệt hơn hẳn. Nuôi chó hoặc mèo sẽ giúp bạn luôn cảm thấy vui vẻ, bởi khi tiếp xúc với chúng, cơ thể con người sẽ tiết ra hormone oxytocin. Theo các nhà khoa học, đây là hormone tình yêu có vai trò giúp giảm lượng hormone gây stress, ổn định huyết áp và tăng cảm giác gần gũi. 4. Giúp bạn mở rộng mối quan hệ. Theo các nhà khoa học tại trường đại học Liverpool và trường đại học Boston, những người nuôi chó thường sẽ trở nên thân thiện và dễ gần gũi hơn so với người khác, bởi giữa những người nuôi thú cưng có một cộng đồng giao lưu vô cùng lớn mạnh. Đó chính là nơi các chủ nuôi trao đổi, giao lưu kiến thức, chăm sóc cho bót của mình. 5. Luôn yêu thương bạn. Một trong những lợi ích của việc nuôi thú cưng là bạn sẽ được các em bé đấy yêu quý bạn. Dù bạn là ai hay hoàn cảnh nào, tình cảm của chúng đối với bạn sẽ không thay đổi. Đặc biệt là các chú cún vốn nổi tiếng với bản tính trung thành. Nếu bạn nuôi nấng và chăm sóc các em ấy từ nhỏ thì chắc chắn sẽ nhận được tình cảm đặc biệt từ các em ấy. Đó là lý do vì sao có những chú chó dù hung dữ đến mấy nhưng trước mặt chủ nhân lại giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. 6. Giúp bạn bớt cô đơn. Nuôi thêm một bé cún cưng đơn giản là bạn đã thêm được một người bạn. Người bạn lâu xù này sẽ luôn ở một lòng bên bạn, không bao giờ thay đổi hay phản đối bạn. Hơn thế nữa, nhiều người nói rằng kể từ khi bắt đầu nuôi chó, họ không còn la cà ngoài đường một mình để giết thời gian nữa. Thay vào đó, họ có động lực để về nhà chơi cùng bót vì sợ các em buồn khi phải ở nhà một mình. 7. Giúp bạn trở nên năng động. Chó làm loài động vật vui vẻ và năng động, bởi vậy các em ấy luôn thích được chơi đùa và đi dạo để giải phóng năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để chơi cùng các em. Lúc các trò chơi như ném đĩa, nhặt bóng, chạy bộ sẽ làm tăng dần tần suất hoạt động của bạn. Vậy bạn đã biết 7 nguyên nhân để nuôi chó rồi, bạn còn biết nguyên nhân nào đó không? Hãy comment xuống dưới. Hãy đăng ký để nhận những video mới nhất nha.